Xin chào các bạn đang xem kênh Kim Tiền Vlog của mình. Thì Tiền với bé Su đi tới một địa điểm nữa là điện gió Hòa Bình ở Bạc Liêu. Tiền sẽ quay cái điện gió đó cho các bạn xem nha. Bây giờ là mình phải mua vé ở đây rồi mình mới đi vô cái điện gió đó. Trời giờ cũng rất là nắng luôn các bạn. Mưa vừa tạnh xong rồi lại nắng lên rồi. Mình mua vé, mình sẽ đi xe điện chạy ra cái điện gió ở đó. Bây giờ vô mua vé nha. Đây, bây giờ Tiền sẽ lại mua vé nha các bạn. Đây, vé để mua ra nè các bạn. Đây là vé bản vé xe điện. Người lớn giá khác và vé trẻ em giá khác. Tiền đã mua vé xong rồi nè các bạn. Vé đâu mà mờ quá các bạn. Vé người lớn là 80.000 đây nè. Còn vé trẻ em là 65.000. Mình mua vé là mình sẽ đi trên xe này các bạn. Cứ 10 phút là sẽ chạy một chuyến nha. Hồi nãy giờ chạy hết mấy chuyến rồi các bạn. Đây. Đó. Qua cái trạm lấy vé nè, đó ngay chỗ đó các bạn. Đây là xung quanh cảnh bán vé nha. Có chỗ bán nước cho mình mua nước mình uống luôn nè. Trời, bây giờ nắng lên nè các bạn ơi. Cái cổng chút xíu nữa xe điện sẽ chạy qua các bạn. Tiền mua vé đi cái điện gió đầu cho nên là vé rẻ hơn, còn nếu mà đi cuối cái điện gió đó thì vé sẽ cao hơn nha. Này là xung cảnh xung quanh cũng đẹp các bạn, cây cối nhiều, mát. Rồi sẽ bắt đầu chạy ra điện gió nha các bạn. Hả? Rồi đưa tiền vé. Rồi đưa vé rồi bắt đầu mình đi. Đi xô. Rồi đây coi bé xô. Tiên trải nghiệm điện gió Hòa Bình. Tới rồi các bạn, xe điện thì người ta sẽ chở mình đi và người ta sẽ giao thời gian là 30 phút cho mình ngắm rồi mình chụp ảnh quay phim rồi đó. Hoặc có thể lố hơn 40 phút được.
Đó, bây giờ ta ngồi đi chờ. Bữa nay tiền đi cũng hơi vắng nha. Mấy xe nãy ta đi vô, ta ra hết rồi. Đó, con ngắm đi, ngắm điện gió đi mấy xuống. Cái cây điện gió này là tiền gọi bà coi à, đó, nó cao lắm luôn á. Cái này là nó cao 105 mét nha, từ chân đế lên rồi bạn. 105 mét và mỗi cây là nó sẽ có ba cái chuông chống quay. Này là tạo điện để cho mình xài nè. Đâu con biết sao, con nói cho các bạn nghe coi. Ở đây là gần bờ cho nên là phù sa nhiều, cho nên nước biển nó rất là đục nha các bạn. Có nhiều bãi bồi nữa. Ở xa xa cũng có nữa nè. Chỗ Tiền đi là Điện Gió Hòa Bình nha, Hòa Bình 1. Hồi nãy Tiền là quẹo hướng phải đây, còn cái hướng trái là đi mé bên kia nha các bạn. Gió hiu hiu mát quá. Tuy cái cây điện gió thì cao 105 mét chứ mình nhìn xa thì thấy nó cao vậy, chứ cái cây trụ đầu Tiền Tiền đứng gần nè, nó cao quá trời cao luôn nè. Cái cánh rất to nè. Mỗi một cây vậy hồi nãy Tiền nghe nhân viên nói là 200 tỷ nha các bạn. Cái dự án mà điện gió Hòa Bình này là người ta đầu tư là 8.000 tỷ, mỗi một cây là 200 tỷ. Nãy Tiền nghe gì đó. Cái này tạo ra điện gió rất là lớn luôn, mạnh luôn. Lần đầu tiên Tiền trải nghiệm thực tế. Đứng ở ngoài đây rất là mát. Sao con thấy cái cây điện gió là con cảm nhận sao nè, con nói cho các bạn nghe coi. Nãy giờ nhân viên nói gì con hiểu gì, con thuyết trình lại cho các bạn nghe coi sao. Chỉ hiểu là cái cây cột điện này nó cao 100 cái cây điện gió rồi. Cao sao cái nè, cây điện gió này sao chứ biết là cái cây điện gió này cao 105 mét thôi. Vậy nó có bao nhiêu cánh? Nó có ba cánh. Rồi có bao nhiêu cây? Cây là sao mẹ? Có bao nhiêu cây điện gió này? Có nhiều. Hình như là nãy nhân viên nói là có 160 cây phải không ta? Nhớ không rõ. Tiền có nói sai thì các bạn bình luận ở dưới giùm Tiền nha. Nãy Tiền ngồi mà Tiền nghe gió ù quá, không biết là phải 160 cây không ha. Su đi tung tăng nãy giờ luôn, bây giờ mát lắm các bạn, bớt nắng à. Chiều mà mình ra đây mình ngắm điện gió rất là vui luôn, vừa mát mà vừa yên tĩnh nữa, gió là thổi liên tục luôn, với lại cái mùi nước biển nó hắt lên đó, tóc mình cũng bị rít nữa các bạn. Đi ngắm về là mình phải gội đầu nha. Bé xù chạy lúc này kia luôn. Có người tham quan cái thấy vui vui. Sẽ lỡ cái cây trụ thì quay cho các bạn xem ha. Xung quanh đây. Con leo lên từ từ thôi nha. Ở dưới cái chân trụ á to lắm các bạn. Nè. À.
chợ nữa nè. Bé Xu con đừng đi, nguy hiểm lắm, con đừng leo lên con. Leo được không? Dạ cho leo á. Cho leo hả? Dạ cho leo. Đâu chú leo lên trải nghiệm thử đi. Con không dám cho. Không dám cho bé leo, sợ gió nó quật á. Được lên, được lên mình ngắm. Đó, chú leo lên. Mà cũng hơi sợ. Con phải giấu ngoài đi, chụp cho. Đứng hướng này cũng đẹp đó các bạn. Giờ tiện xuống dưới tiện ngồi cho nó thoải mái các bạn. Trên chiếc xe điện này chỉ có tiện với Su thôi. Nãy giờ đứng ngắm quạt gió đã rồi, giờ mình chạy vô các bạn. Chạy vô chỗ bán vé chắc cũng mấy cây đó. Trời cũng đang mưa râm râm. Hoa giấy là 500 mét. Hoa giấy hay hoa giấy đẹp quá. Hoa giấy thì có thể gọi là dạng hoa lậu, cũng có thể là hoa bút diêu. Hoa giấy là dáng bông bông. Hoa giấy này cũng mới trồng thấy cũng thưa. Nó
Hướng trong đây có cái cầu gỗ đi vô rừng để mình chụp hình luôn nè, quá đẹp luôn nè. Rồi ra tới chỗ bán vé rồi các bạn. 7 cây số chạy cũng nhanh đó chứ. Rồi xuống đây bé Xu. Rồi đi xuống xe rồi các bạn. Hồi nãy nắng quá trời mà sau khi về rồi á, về tới cái chỗ bán vé này rồi nó trời nó mát trở lại. Bạn nào thích đồi cỏ rồi có thể vô đây chụp ảnh này các bạn. Tiền quay nãy giờ cũng khá là dài rồi, video của Tiền đến đây là cũng kết thúc rồi. Các bạn thấy hay thì hãy cho Tiền một like, một subscribe, một share để ủng hộ kênh của Tiền. Và bây giờ thì bye bye.